đầy bối rối. Nhìn con rất có tiền đồ, nhưng phải đi cầm đồ mới có tiền. Nhiều lúc nghĩ cũng chạnh lòng, bằng cái tuổi mình, đứa thì có vợ có chồng, đứa thì công việc thành công nhiều tiền, đứa có xe đẹp nhà riêng, còn mình vẫn cứ triền miên nợ nần. Buồn tuổi thân các bạn. Người chục triệu mặc đồ chợ, nợ chục triệu mặc đồ hiệu. Chơi gì thì chơi, đừng để bản thân chơi ngu là được. Bởi vì chính chúng ta sẽ là người nhận lấy rất nhiều cái hậu quả từ những cái sai lầm vấp ngã của mình. Cho nên trải qua những cái điều đó, chúng ta mới thấy vấp ngã để biết vị đời, ăn chơi để biết hết thời còn ai. Con nợ mẹ một lời xin.